Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Quà tặng tri thức, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Đại diện cho những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Rất vui vì lại được gặp tất cả quý vị khán giả của chương trình Quà tặng tri thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. Quý vị khán giả thân mến, quý vị biết không, ngày hôm nay hình như có một cái chuyện gì đó lạ lắm nha. Mà trước khi giờ lên sóng, Đài nghe thấy Hồng Phượng và ngay cả các cô tổng đài viên ở đây cứ rút ra rút nói chuyện rồi cười tủm ta tủm tỉm. Có gì hình như rất là bí mật đúng không? Bởi vì ngày mai là một ngày rất là đặc biệt, đó là ngày 20 tháng 10, ngày kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. À, thì ra là như thế, anh nhớ xém một chút là quên mất tiêu rồi đó. Thôi thì bây giờ em hãy nói cho quý vị khán giả biết rõ hơn về ngày kỷ niệm này đi. Thưa quý vị, cách đây 77 năm, ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ Giải phóng Việt Nam được thành lập. Đây là tổ chức tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Và từ khi ra đời thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ theo đường lối của Đảng. Và theo Đại Nghĩa được biết, Đảng còn có nói rằng nếu như giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp mà chưa giải phóng phụ nữ thì cách mạng mới chỉ là một nửa. Điều này cho thấy rằng vai trò của người phụ nữ trong xã hội ngày nay rất là quan trọng, đúng không Phượng? Đúng rồi đó, cũng chính vì thế mà ngày 20 tháng 10 hàng năm được chọn là Ngày Phụ nữ Việt Nam, là một sự ghi nhận của đất nước đối với những con người được Bác Hồ khen tặng 8 chữ vàng: cần cù, bất khuất, trung hậu và đảm đang. Và có thể nói thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã gắn liền với những người phụ nữ anh hùng cách mạng như là Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Thập, vân vân. Và thưa quý vị, trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc như hiện nay thì những đức tính cao quý của người phụ nữ tiếp tục được khẳng định và phát huy cao độ. Bên cạnh đó thì ngày càng có nhiều những tấm gương phụ nữ tiêu biểu tài năng và đức độ, có nhiều cống hiến trên các lĩnh vực xuất sắc, của đất nước. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng ngày 20 tháng 10, Ngày Phụ nữ Việt Nam. Chúc cho quý vị khán giả phụ nữ của HTV có được một ngày 20 tháng 10 thật vui và thật nhiều hạnh phúc. Anh Nghĩa ơi, anh vừa mới chúc tất cả quý vị khán giả của chương trình nhưng mà anh vẫn chưa chúc Hồng Phượng. Dạ, quên mất. Thưa quý vị, Hồng Phượng đã đứng suốt bên cạnh Đại Nghĩa suốt trong thời gian vừa qua với chương trình Quà tặng kiến thức. Thế thì mà ngày hôm nay Đại Nghĩa không chúc mừng Hồng Phượng thì không được đúng không ạ? Thôi thì anh xin chúc cho Hồng Phượng sẽ luôn vui vẻ nè, luôn hạnh phúc nè và luôn luôn xinh đẹp và trở thành một gương mặt rất là quen thuộc và đáng yêu của quý vị khán giả HTV. Hồng Phượng cũng hy vọng là như thế. Xin cảm ơn anh Nghĩa. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta phải mời tất cả quý vị khán giả của chương trình Quà tặng kiến thức quay lại với chương trình của chúng ta tối ngày hôm nay thôi. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta gồm có tất cả 3 vòng thi dành cho 50 người tham gia chơi tại phim trường. Bên cạnh đó, quý vị đừng quên chúng tôi vẫn kết nối thường xuyên với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà qua số điện thoại của tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066888. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn như sau: QTTT là viết tắt của Quà tặng tri thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng. Và 12 cô điện thoại viên của chúng tôi đang ngồi ở đây sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị, gấp lại cẩn thận và bỏ vào trong lồng cầu này. Và mỗi một ngày chúng tôi sẽ rút ra 3 lá phiếu bất kỳ. Chúng ta sẽ tìm xem ai là người khán giả may mắn trong chương trình hôm nay với 3 lá phiếu đó. Bởi vì trên 3 lá phiếu đó chính là 3 số điện thoại của 3 quý vị khán giả gọi điện đến tham gia chương trình. Thế thì quý vị còn chần chờ gì nữa nào? Nhấc ngay điện thoại bàn của mình lên, bấm vào số 1900 1747 hoặc số 0891066688. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với trường quay để cùng gặp gỡ với anh Quách Hồ Ninh và 50 người chơi của chúng ta. Xin mời. Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong trò chơi Quà tặng tri thức. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1. Có một điều rất là đặc biệt hôm nay, đó là 50 thí sinh ở vòng 1 đều là phụ nữ. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chào mừng 50 bạn gái đang tham gia vào vòng 1 của trò chơi Quà tặng tri thức hôm nay. Xin chào 50 người phụ nữ xinh đẹp. Tôi thì đã từng đứng dẫn chương trình cũng như là biểu diễn trước hàng trăm, hàng ngàn người rồi. Thế nhưng mà đứng đối diện, đối thoại với 50 người phụ nữ thì đây là lần đầu tiên. Chính vì thế cho nên tôi cảm thấy rất là tự tin. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tôi để cho tôi làm tốt vai trò của mình. Và bây giờ trước khi chúng ta đi vào nội dung của câu hỏi vòng 1 thì tôi xin nhắc các bạn về cách thức chúng ta tham gia trò chơi. Đến với trò chơi Quà tặng tri thức thì các bạn sẽ trải qua 3 vòng. Mỗi vòng các bạn sẽ trả lời một câu hỏi. Nếu như bạn nào trả lời đầy đủ cả 3 câu hỏi của 3 vòng thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng của chương trình là 15 triệu đồng.
điều quan trọng là chúng ta chỉ có 10 giây suy nghĩ và 3 giây để lựa chọn đáp án. Các bạn phải thao tác thật nhanh, chỉ trong vòng 3 giây thôi. Nếu sau 3 giây mà các bạn vẫn chưa chọn được đáp án thì sự lựa chọn các bạn sẽ không được máy tính ghi nhận. Và như thế thì các bạn sẽ phải chia tay với cuộc chơi từ đây. Bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Tôi sẽ đi vào nội dung của câu hỏi thứ nhất. Phương tiện di chuyển chủ yếu ở thành phố Venice là gì? A. Xe gắn máy. B. Tàu điện ngầm. C. Xe ô tô. Và D. Ghe xuồng. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây của chúng ta đã trôi qua rồi. Và bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Đáp án A, không có bạn nào. Đáp án B có 7 bạn. Đáp án C, không có bạn nào chọn. Đáp án cuối cùng, đáp án D, có 42 bạn. Ở câu hỏi vòng 1 này thì có một bạn đã bấm phím trả lời sau thời gian 3 giây, cho nên máy tính đã không ghi nhận câu trả lời của bạn. Rất tiếc, phải chia tay bạn từ bây giờ. Và bây giờ là đáp án chính xác của câu hỏi này. Đó chính là đáp án D. Kính thưa quý vị và các bạn, do đặc điểm địa hình kênh rạch chằng chịt nên ở Venice người ta di chuyển chủ yếu bằng một loại xuồng gọi là gondola. Chúc mừng 42 bạn đã chọn đáp án D. Các bạn sẽ được bước tiếp vào vòng trong. Ngài xin chia tay những người bạn đã không chọn đáp án D. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Mong rằng sẽ gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xem vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình chúng ta là ai? Nào, xin mời. Xin chúc mừng 42 người bạn đã đáp đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình. Anh Nghĩa ơi, như vậy là ngay từ những giây phút đầu tiên thì anh Quách Hồ Ninh của chúng ta đã có những cảm giác rất là thú vị khi đứng trước mặt 50 người bạn nữ. Vậy thì còn anh Nghĩa có cảm giác như thế nào khi ngày hôm nay cả 50 người đều là nữ vậy? Anh thì anh rất khâm phục anh Quách Hồ Ninh á. Bởi vì đứng trước 50 bông hoa xinh đẹp như thế thì anh vẫn còn đủ bình tĩnh và tự tin mà nói một cách trôi chảy như thế thì rất là đáng khâm phục, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ đến thời gian dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta cùng nhau đi tìm xem ai là người may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Hồng Phượng sẽ phải làm công việc của mình. Hồng Phượng sẽ quay lồng cầu đảo đều tất cả những lá thăm để chọn ra phiếu thăm may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Đây là phiếu thăm may mắn đầu tiên và bây giờ xin mời anh Nghĩa. Chúng ta cùng xem ai là người may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó là chủ nhân của số điện thoại 0858943000. Xin mời phòng máy giúp chúng tôi liên lạc với chủ nhân của số điện thoại này. Trong khi chờ đợi xem chủ nhân của số điện thoại may mắn đầu tiên là ai thì bây giờ chúng ta cùng đến với 8 bảng logo đang có mặt ở đây. Đây chính là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Logo đầu tiên, Idea, đúng hàng, đúng giá, đủ hàng, đủ hiệu. Logo số 2, Samsung, không có gì là khó tưởng tượng. Sony, riêng một bản sắc. Toshiba, tiên phong trong công nghệ. Logo thứ 5, Hitachi, cảm hứng tương lai. Logo số 6, Sanyo, luôn vì môi trường. Logo thứ 7, LG, cuộc sống tốt đẹp. Và logo số 8, Olympus, tầm nhìn của bạn, tương lai của chúng tôi. Thưa quý vị, đó chính là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả may mắn đầu tiên trong chương trình hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả đầu tiên ạ. Alo. Alo, xin chào chú Đại Nghĩa và cô Hồng Phượng. Alo, xin chào chị hãy tự giới thiệu về mình. Dạ, thưa tôi là tên là Trác.
À, hiện đang ở quận Gò Vấp. À, xin chào chị Trác ạ. Công việc của chị hiện giờ là gì ạ? Dạ thưa, tôi là nội trợ ở nhà cơm nước cho các cháu thôi. À, chị ơi, chị có thường xuyên theo dõi và đăng ký tham gia chương trình quà tặng tri thức không ạ? Dạ thưa có ạ, tuần nào cũng xem chương trình của quà tặng tri thức. Và cũng có nhiều lần đăng ký nhưng mà gọi tới điện thoại cứ bận hoài. Lần này sao may mắn lại được nữa. À, thế thì và lại thêm lại được là người đầu tiên nữa. Nếu như thế thì hôm nay chị đúng là một người may mắn, bởi vì chị là người đầu tiên đến với chương trình quà tặng tri thức. Ngày mai là ngày phụ nữ Việt Nam, ngày 20 tháng 10, mà ngày mai lại là ngày thứ bảy, ngày cuối tuần. Thì không biết rằng chị có kế hoạch gì cho gia đình của mình hay không ạ? Dạ thưa, thì các cháu đi làm hết tới chiều mai nó mới được nghỉ. Thế nhưng mà cái chương trình kế hoạch thì cũng không là cũng dự định rồi, thì là cháu nó có nói rằng là để kỷ niệm ngày 20 tháng 10, ngày của phụ nữ đó Việt Nam, thì mẹ trao tụi con cái gì đi. Thì tôi mới nói rằng là muốn ăn cái gì thì thôi, bây giờ mẹ không ấy, thì bây giờ chỉ có một cái nữa là nấu bò kho hay là bánh xèo. Nó nói bò kho hoài chán quá anh đó, tôi ăn bánh xèo. Thật là hấp dẫn quá Hồng Vượng. Nghe mà Hồng Vượng cũng thấy đói bụng nữa. Thì thay mặt cho những có người thể là làm chương trình, vâng, thay mặt cho những người làm chương trình, Hồng Vượng và Đại Nghĩa xin chúc cho gia đình chị sẽ có một bữa ăn thật là ngon và thật là vui vẻ. Còn bây giờ thì trước khi đến với câu hỏi của chương trình, xin mời chị hãy chọn một trong 8 bảng logo của chúng tôi. Dạ thưa, tôi xin chọn logo Hitachi. Logo Hitachi. Và chúng ta cùng xem. Nồi cơm điện Hitachi dung tích 1 lít, có men chống dính, nắp gài, dây tự rút, nấu hẹn giờ. Và đây quả là một món quà rất phù hợp với những người nội trợ như chị. Còn bây giờ thì chị đã sẵn sàng lắng nghe câu hỏi của chương trình chứ ạ? Dạ thưa, sẵn sàng ạ. Câu hỏi như sau: người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ là người nước nào? Có 4 sự lựa chọn: A. Mỹ, B. Liên Xô, C. Pháp và D. Anh. Chỉ có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Nhanh lên chị ơi. Dạ thưa, cái đó là Mỹ. Chị muốn thay đổi định không ạ? Hết giờ rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay chị có phải là một trong những người may mắn hay không nhé. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6 năm 1963, nữ phi hành gia Tereshkova trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ trên con tàu Phương Đông 6. Và Tereshkova là người Liên Xô. Chính vì thế đáp án chính xác của chúng ta phải là đáp án B, Liên Xô thưa chị. Rất tiếc đáp án của chị đưa ra đã không trùng với đáp án của chương trình. Mặc dù rằng chị không may mắn trở thành chủ nhân của phần quà dễ thương này, nhưng mà qua điện thoại thì Hồng Phượng cảm thấy rằng chị đang rất là hạnh phúc. Bởi vì ngày mai là một ngày rất là đặc biệt, và chị sẽ cùng với các con của mình có một bữa cơm thật là vui vẻ và đầm ấm. Vì vậy Hồng Phượng hy vọng rằng sẽ còn gặp lại chị cùng với các con của chị trong những chương trình kỳ sau, được không ạ? Dạ thưa, vâng ạ. Vâng, xin chào tạm biệt chị. Xin chào con, xin chào quý vị khán giả thân mến. Tạm biệt người khán giả may mắn đầu tiên của chúng ta. Chúng ta cùng quay trở lại với phim trường, gặp gỡ anh Quách Hoài Ninh cùng với 42 người chơi tại đây. Xin mời. Các bạn ơi, số máy của tổng đài 1900 1747 đang chờ đợi những cuộc gọi đăng ký tham gia chương trình và tặng tri thức của quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi dòng 2. Nước nào đã phát minh ra máy bay trực thăng đầu tiên? A. Nước Mỹ, B. Nước Nga, C. Nước Đức và D. Nước Anh. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây đã trôi qua rồi, chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Đáp án A có 7 bạn. Đáp án B có 18 bạn.
Đáp án C có 11 bài. Và cuối cùng là đáp án D có 6 bài. Như vậy thì trong 4 đáp án, chúng ta xem đáp án chính xác là đáp án nào. Đó chính là đáp án D. À, kính thưa quý vị và các bạn, chiếc máy bay trực thăng đầu tiên ra đời vào năm 1936 là chiếc FW-61 của Đức. Như vậy thì xin chúc mừng 11 bạn đã chọn đáp án C. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong và xin chia tay với những bạn đã không chọn đáp án C. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. À, còn bây giờ thì kính thưa quý vị khán giả xem đài, quý vị hãy lắng nghe, hãy tập trung để xem số điện thoại được đọc lên sau đây có phải là số của mình không, và mình có phải là vị khách may mắn tiếp theo không nhé. Nào, xin mời. Xin chúc mừng 11 người chơi đã tiếp tục bước vào vòng trong của chương trình quà tặng tri thức. Còn bây giờ thì Hồng Phượng ơi, anh em mình phải tìm xem ai là người may mắn tiếp theo thôi. Ừ, đúng rồi, vậy thì anh Nghĩa hãy nhanh tay lên làm nhiệm vụ của mình, quay lồng cầu, đảo đều tất cả những lá thăm để chia đều may mắn cho tất cả quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Và một điều anh phải lưu ý là anh phải lấy những lá thăm nằm phía dưới lồng cầu thôi. Đúng Hồng Phượng rồi. Ơi. Ui cha, có rất nhiều những lá phiếu được gửi về, chính vì thế anh quay phải nặng tay luôn đó. Bây giờ anh phải đọc thật to lên số điện thoại này đi nào. Chúng tôi xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0728800020 và xin phòng máy cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. À, Hồng Phượng thân mến, em có thấy một điều rất là lạ không? Bởi vì trong một năm thì có ngày 8 tháng 3 là dành cho phụ nữ đây nè. Rồi ngày mai cũng lại là một ngày dành cho phụ nữ. Trong khi đó không có một ngày nào dành cho tất cả quý vị đàn ông hết. Anh Nghĩa thật là tham lam quá đi. Một năm 365 ngày mà chỉ có 2 ngày dành cho phụ nữ thôi. Còn 363 ngày còn lại là dành cho tất cả những người đàn ông rồi còn gì nữa. À chà. Nghe cũng có lý chứ phải không thưa quý vị. À, vậy thì quý vị khán giả, các quý vị, các quý ông thân mến, nghe Hồng Phượng nói thì nghĩ thế nào à? Chứ Đại Nghĩa thấy cũng có vẻ như là hợp lý. Rất là hạnh phúc đấy chứ. Đúng rồi, chính vì thế trong ngày mai hoặc là ngày 8 tháng 3, có lẽ như chúng ta cũng nên ưu ái và chiều chuộng các chị phụ nữ một chút xíu để chứng tỏ tấm lòng chân thành của mình đối với chị phụ nữ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ xem vị chủ nhân của số điện thoại may mắn tiếp theo sẽ là nam hay là nữ đây nha. Alo, xin chào ạ. À. Alo, xin chào chị Hồng Phượng và anh Đại Nghĩa. Xin em chào tên bạn. Là Trần Thị Thanh Thúy, em học lớp 8 trường Ngạch Kiến và ở tỉnh Long An. À, bạn Thanh Thúy học lớp 8 đúng không ạ? Dạ. Ừ. Thanh Thúy ơi, em biết rằng ngày mai là ngày phụ nữ Việt Nam rồi nè. Thế thì em có muốn nhắn gửi một lời chúc nào đó đến với những người thân của mình, chẳng hạn như là mẹ hoặc là chị hoặc là bà ngoại chẳng hạn? Dạ, em chúc cả gia đình vui vẻ và em học được tốt để cho ba mẹ vui lòng. Và nhân đây anh cũng xin chúc em có một ngày thật là vui, ngày 20 tháng 10 nha. Còn bây giờ thì trước khi đến với câu hỏi, mời em hãy đến với một trong 7 bảng logo ở đây. Hãy lựa chọn một bảng logo đi nào. Dạ, em chọn bảng Sony. Sony, và chúng ta cùng xem. Đầu DVD Sony thiết kế nhỏ gọn, đọc được nhiều loại đĩa, khả năng nhớ đến 6 đĩa. Đây là một phần quà rất là hấp dẫn, nhưng mà bạn ơi, bạn hãy bình tĩnh, tự tin và tập trung lắng nghe câu hỏi của chương trình bạn nhé. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Người được mệnh danh là cô gái vàng của sudo Việt Nam là ai? Bạn sẽ có 4 sự lựa chọn. A. Cao Ngọc Phương Trinh. B. Nguyễn Thúy Hiền. C. Phạm Đình Khánh Đoan. D. Văn. Bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho bạn. Bắt đầu. Dạ, em chọn câu A. Đáp án A đó là Cao Ngọc Phương Trinh. Hình như vừa rồi anh Đại Nghĩa có nghe bên kia đầu dây có một người nhắc bạn rằng không biết người đó là ai ạ? Dạ, đó là anh của em. Dạ. À, anh của em. Anh của em thì chắc chắn là đam mê thể thao. Thành ra anh của em đã nhắc ngay đó là đáp án A. Và anh Đại Nghĩa cùng với chị Hồng Phượng cũng không để phối hợp lâu, nói ngay với em rằng đáp án mà em lựa chọn là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng em. Chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi không chỉ mong muốn đem đến niềm vui cho tất cả quý vị khán giả mà còn muốn đem đến cho tất cả quý vị khán giả thêm nhiều kiến thức nữa. Vì vậy ngay bây giờ bạn hãy kiềm chế niềm vui của mình một chút xíu thôi để lắng nghe đáp án của chương trình bạn nhé. 3 lần liên tiếp đoạt giải vô địch SEA Games 16, 17 và 18. Năm 1996, tại Olympic Atlanta ở Mỹ, Cao Ngọc Phương Trinh là vận động viên Việt Nam lần đầu tiên
giành quyền dự tranh ở môn judo, nâng số môn thi đấu của Việt Nam lên 4 môn và có được mệnh danh là cô gái vàng của judo Việt Nam. Thanh Thúy thân mến, không biết bây giờ thì những người xung quanh em như là anh trai của em có nói gì không? Dạ, em rất vui và em rất cảm ơn chương trình. Chắc chắn là rất vui mừng rồi đúng không ạ? À? Vâng, Đại Nghĩa và Hồng Phượng cũng như quý vị khán giả qua đường dây điện thoại vẫn có thể cảm nhận được niềm vui của em cũng như của cả gia đình. Một lần nữa xin chúc em và gia đình có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Dạ, còn bây giờ tạm chia tay với vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình, chúng ta cùng quay trở lại với trường quay để cùng gặp gỡ với anh Quách Hồ Ninh và theo dõi sự tranh tài của 11 cô gái của chúng ta. Xin mời. Kính thưa quý vị, từ 50 bạn ở vòng 1, bây giờ chúng ta bước vào vòng 3, chỉ còn có 11 bạn thôi. 11 bạn sẽ tranh tài xem ai sẽ là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Không khí có vẻ rất là căng thẳng hồi hộp rồi. Cho nên chúng ta hãy dành cho các bạn ấy một phút để thư giãn. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với người bạn ở máy số 33. Xin chào bạn. Xin chào anh Quách Hồ Ninh. Bạn có thể giới thiệu một chút về mình. Em tên là Cao Thị Lê Hiền và em đang là năm 2 của trường Học viện Hành Chính. Sắp đến ngày Phụ nữ Việt Nam rồi. Thế bạn Hiền có ước muốn gì cho riêng mình cũng như cho những người phụ nữ khác? Nhân chương trình này thì Hiền xin được chúc cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam cũng như trên thế giới luôn vui vẻ trong cuộc sống và luôn thành đạt trong tất cả những công việc của mình. Đặc biệt là em được gửi lời chúc đặc biệt đến người mẹ của mình. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ thì xin mời người bạn ở máy số 32. Chào bạn. Em tên là Lai Mỹ Trân, hiện là sinh viên năm 2 của trường Đại học Ngoại thương. Bạn Trân ơi, thế thì người ta thường gọi phụ nữ là phái đẹp hoặc là phái yếu. Thế thì bạn thích được gọi là phái đẹp hay là phái yếu? Theo em nghĩ thì tất cả mọi người phụ nữ trong khán đài ngày hôm nay đều thích được mọi người gọi mình là phái đẹp à? Nếu gọi là phái đẹp, dễ thương hơn là phái yếu đúng không nào? Chắc là tôi nghĩ là hầu như phụ nữ nào thích gọi mình là phái đẹp. Bạn Hiền thân mến, bàn tay của người phụ nữ có một sức mạnh riêng. Nó truyền hơi ấm, truyền sự nhiệt thành cho bạn bè, truyền sự nồng nàn cho người yêu, và bàn tay ấy vỗ về trẻ thơ đi vào giấc ngủ. Đó là sức mạnh của bàn tay phụ nữ. Thế thì theo bạn, lúc nào là lúc mà bàn tay của người phụ nữ yếu nhất? Câu hỏi này thì thật sự là khó, nhưng mà theo em nghĩ thì bàn tay người phụ nữ yếu nhất khi bên cạnh người phụ nữ có một bàn tay khác giúp đỡ. Cũng là một câu trả lời hay. Bàn tay của người phụ nữ yếu nhất khi có một bàn tay khác giúp đỡ, đúng không nào? Theo tôi thì lại khác. Bàn tay của người phụ nữ yếu nhất đó là lúc vừa mới sơn móng tay xong mà chưa khô. Đúng không nào? Bạn là phụ nữ các bạn biết rồi, vừa sơn móng tay xong mà chưa khô đâu dám đụng tới gì đâu. Ai mà có lỡ nói nặng lời của mình cũng nhúng nhường hết, đúng không nào? Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi vòng 3 này. Và bây giờ là nội dung của câu hỏi vòng 3. Jack Vantech, tác giả bộ tiểu thuyết nổi tiếng Don Quixote, là người nước nào? A. Tây Ban Nha. B. Bồ Đào Nha. C. Pháp. Và D. Nước Ý. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây, bắt đầu. Hết giờ rồi. Bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 9 bạn. Đáp án B có 1 bạn. Đáp án C có 1 bạn. Và cuối cùng đáp án D không có bạn nào chọn cả. Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đáp án A.
Kính thưa quý vị, tên đầy đủ của Cervantes là Miguel de Cervantes Saavedra, người Tây Ban Nha. Ông sinh năm 1547 và mất năm 1616. Bộ tiểu thuyết Don Quixote của ông được xem là một trong những kiệt tác của văn học thế giới. Xin chúc mừng, chính bạn đã chọn đáp án A. Các bạn đã là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Còn bây giờ chúng ta hãy xem vị khán giả may mắn cuối cùng của tối nay là ai nào. Xin chúc mừng chính người bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm xem ai sẽ là chủ nhân của số điện thoại may mắn thứ 3 trong chương trình ngày hôm nay. Quay lòng cầu, đảo đều tất cả những lá thăm và chọn ra một phiếu thăm may mắn thứ 3. Và chúng ta cùng xem. Thưa quý vị, số điện thoại 0628 13 496, và số điện thoại này chính là số điện thoại của vị khán giả may mắn cuối cùng trong chương trình quà tặng chính thức hôm nay. Anh Nghĩa ơi, vừa rồi trong chương trình đó thì anh Quách Hồ Ninh có hỏi người bạn gái của chúng ta là giữa phái đẹp và phái yếu thì bạn gái của chúng ta thích được gọi như thế nào. Nhưng còn Hồng Vượng thì Hồng Vượng có một câu hỏi này dành cho anh Nghĩa nè. Thường thì đối với lại anh Nghĩa đó, người ta thường gọi là phái mày râu hay là phái mạnh. Vậy thì anh Nghĩa thích được gọi như thế nào hơn? Thì chắc chắn là thích được gọi là phái mạnh rồi. Bởi vì mình là người đàn ông thì mình luôn mong muốn là một chỗ dựa thực vững chắc để che chở, để bao bọc cho những người phụ nữ xung quanh mình. Còn gọi là phái mày râu anh không thích, bởi vì Hồng Phượng biết sao không? Bởi vì gọi phái mày râu nghe có vẻ như là mình bê bối, giống như buổi sáng mình không cắt tóc, mình không cạo râu á. Nếu mà như thế thì Hồng Phượng cảm thấy rất là hạnh phúc cho những người bạn gái nào mà sau này được hân hạnh làm vợ của anh Nghĩa đó. Dạ, họ cũng không biết người con gái đó là ai đây. Thôi thì một chút đùa vui của anh em chúng tôi thôi. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả may mắn thứ 3. Alo, xin chào vị khán giả cuối cùng trong chương trình hôm nay. Alo. Alo. Alo, xin chào ạ. Không biết rằng vị khán giả thứ 3 có nghe được Hồng Phượng và Đại Nghĩa nói không ạ? Alo. Hình như được dây điện thoại chúng ta có vấn đề rộng phần ơi. Nếu thế thì bây giờ anh em chúng mình phải rút ra một lá phiếu nữa để tìm xem ai sẽ là người khán giả may mắn cuối cùng này. Và Hồng Phượng sẽ tiếp tục quay lòng cầu, chọn ra tiếp thêm một phiếu thăm nữa. Và đây là phiếu thăm may mắn tiếp theo. Với phiếu thăm này, hy vọng rằng sẽ có người trò chuyện cùng Đại Nghĩa và Hồng Phượng trong chương trình hôm nay. Mời quý vị chú ý lắng nghe. Đây là số điện thoại 0829 59861, và đó chính là số điện thoại của người khán giả may mắn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ nối được liên lạc với vị khán giả này. Và trong khi chờ đợi thì quý vị khán giả đừng quên tiếp tục kết nối với chương trình chúng tôi qua số điện thoại của tổng đài 1900 1747, hoặc số điện thoại 0891066688. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khán giả may mắn cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào ạ. Dạ, alo chào chị ạ. Vâng, xin chào bạn ạ. Bạn hãy giới thiệu về mình đi ạ. Dạ, em đây là Nguyễn Thị Hoa, nhà ở Gò Vấp mình ạ. Bạn Hoa, nhà ở Gò Vấp. Không biết rằng bạn Hoa, công việc của bạn hiện tại là gì? Dạ, em là thủ kho ạ. Và bây giờ thì chắc chắn rằng bạn đang rất hồi hộp để lắng nghe câu hỏi của chương trình. Nhưng trước khi đến với câu hỏi thì xin mời bạn hãy chọn một trong 6 bảng logo còn lại. Bạn chọn logo nào ạ? Sony chị hả? Bạn chọn logo nào ạ? Sony. Sony. Rồi. Bạn ơi, hình như là logo Sony. Logo Sony đã có một người chọn trước rồi. Bạn ơi, bạn hãy chọn một logo khác đi ạ. Rồi, Samsung anh ơi. Bạn chọn logo nào? Samsung. Samsung. Và chúng ta cùng xem. Phần quà đó là máy giặt Sanyo có lồng giặt bằng inox không rỉ, chống xoắn quần áo. Đây là một phần quà vô cùng hấp dẫn. Bây giờ bạn hãy cố gắng trả lời thật đúng câu hỏi mà chương trình đưa ra thì phần quà này sẽ thuộc về bạn. Mời bạn lắng nghe câu hỏi. Tờ giấy bạc polymer 20.000 đồng Việt Nam in hình ngôi chùa nào có 4 sự lựa chọn? A. Chùa Một Cột. B. Chùa Hương. C. Chùa Hang. Và D. Chùa Cầu. Bạn có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Bạn chọn đáp án A. Có muốn thay đổi quyết định của mình không ạ? Alo. Dạ không chị ơi, đáp án A. Thế thì chúng ta cùng xem sự lựa chọn của bạn có phải là một sự lựa chọn chính xác hay không nha.
Chùa Cầu còn được gọi là Chùa Nhật Bản. Lai Viễn Kiều được xây dựng từ năm 1693 đến năm 1696 hoàn thành. Đây là công trình kiến trúc độc đáo do các thương gia Nhật Bản xây dựng khi nước ta buôn bán ở thế kỷ 17. Và hình Chùa Cầu đã được in trên tờ giấy polymer 20.000 đồng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thế thì đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án D, Chùa Cầu. Rất tiếc đáp án của bạn đưa ra đã không đúng với đáp án của chương trình. Nhưng bạn ơi, bạn đừng buồn, bởi vì bạn vẫn còn rất nhiều cơ hội để gặp lại Hồng Phượng và Đại Nghĩa cũng như tất cả những người thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Phượng và Đại Nghĩa xin chúc cho bạn sẽ có một ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ. Kính thưa quý vị, như thế là 30 phút của chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Đại Nghĩa, Hồng Phượng cùng với tất cả những người thực hiện chương trình xin được nói lời chia tay với quý vị khán giả. Trước khi chia tay với tất cả quý vị khán giả thì đại diện cho những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và quý vị khán giả nào đã trúng thưởng trong chương trình hôm nay, đừng quên liên lạc ngay với công ty cổ phần Lasta số 23 đường Phùng Khắc Khoan, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình quà tặng tri thức tuần sau phát sóng vào tối thứ tư, tối thứ sáu lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.